Cơ thể con người chứa 70% là nước, cho nên việc bổ sung lượng nước hàng ngày là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên uống nước cũng giống như con dao hai lưỡi, nếu uống không đủ và sai cách có thể khiến chúng ta nhiễm độc và tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Dưới đây là 9 sai lầm có thể hàng ngày bạn đang mắc phải khi bổ sung nước. 1. Chỉ uống nước khi khát. Khi bạn cảm thấy khát thì cũng có nghĩa là cơ thể đã mất đi 1% lượng nước cần thiết. Cơn khát đến cũng giống như hình ảnh nước tràn ly, tức là chỉ khi sự mất nước thật sự báo động thì cơ thể mới báo khát. Uống nước không chỉ để thỏa mãn cơn khát mà còn góp phần tham gia vào quá trình trao đổi chất, để cơ thể hô hấp dễ dàng hơn. Thời gian dài thiếu nước sẽ làm gia tăng độ đặc của máu, dẫn đến các bệnh về tim, huyết quản. Ngoài ra, càng không chú ý uống nước, thói quen uống nước sẽ ngày càng ít, và điều này thì không có lợi cho sức khỏe một chút nào. 2. Uống quá nhiều nước trong ngày và uống ồ ạt trong một lần uống. Uống một lượng lớn nước có thể gây khó chịu cho dạ dày. Thực tế, không có một công thức chuẩn về việc bổ sung bao nhiêu nước. Điều này phụ thuộc vào mức độ hoạt động thể chất, môi trường khí hậu, tình trạng sức khỏe. Cách tốt nhất để kiểm tra cơ thể có thiếu nước không là bạn hãy quan sát nước tiểu của bản thân. Nước tiểu từ trong đến nhạt có nghĩa là bạn đang đủ nước, nước tiểu sẫm màu hơn có nghĩa là bạn cần bổ sung thêm. Đừng tự ép cơ thể phải nạp vào một lượng nước quá nhu cầu. Uống quá nhiều nước sẽ gây quá tải cho thận, kèm theo là các dưỡng chất và các nguyên tố vi lượng cũng theo nước tiểu mà ra ngoài. Do đó, bạn có thể áp dụng công thức sau để tính lượng nước lọc mình cần uống mỗi ngày. Chúng ta cần uống 0,4 lít trên 10 kg cân nặng trong một ngày. Nghĩa là một người nặng khoảng 45 kg thì cần uống mỗi ngày khoảng 1,8 lít, người nặng 50 kg cần khoảng 2 lít nước. Uống nước ào ạt một lúc có thể sẽ cản trở tiêu hóa khiến tim đập loạn lên, khó thở, da mồ hôi lạnh, buồn nôn và nôn. Trường hợp nhiễm độc nước đột ngột có thể gây hạ natri trong máu và hệ quả là đau đầu, lú lẫn, co giật và hôn mê. Vậy nên, khi uống nước nên uống từ từ, từng ngụm nhỏ, tránh uống liên tục cho thỏa cơn khát. 3. Uống nước khi đang đứng. Theo nhiều nghiên cứu khác nhau chỉ ra rằng, khi bạn uống nước ở tư thế đứng, nước sẽ chảy xuống hệ tiêu hóa nhanh, theo hình thức phun thẳng. Ở tư thế ngồi, các cơ và dây thần kinh được thư giãn để hấp thụ nhiều nước hơn. Bạn nên ngồi và thư giãn, sau đó thưởng thức đồ uống. 4. Uống nhiều nước trong bữa ăn. Hệ tiêu hóa sẽ bị đe dọa, nhất là hoạt động của dạ dày nếu bạn có thói quen uống nước trong lúc ăn. Vì theo các nhà khoa học, nước sẽ pha loãng các dịch vị được tiết ra để tiêu hóa thức ăn, đồng thời làm tăng lượng insulin trong cơ thể và tích tụ chất béo. Việc uống nhiều nước hơn trong bữa ăn là không lành mạnh, cản trở quá trình tiêu hóa, có thể gây ra trào ngược axit và ợ nóng. Thời điểm thích hợp để uống nước lý tưởng là trước bữa ăn 30 phút và sau bữa ăn từ 60 đến 90 phút để giữ cho nồng độ dịch tiêu hóa và enzyme ở mức bình thường. 5. Không bổ sung nước trong quá trình tập luyện và uống quá nhiều nước sau khi vận động. Bạn có thể mất hơn 1 lít nước trong 1 giờ tập thể dục. Việc mất nước có thể khiến cơ bắp mệt mỏi, làm giảm hiệu suất thể thao tổng thể. Vì vậy, bạn nên bổ sung nước trong quá trình tập luyện để tránh bị mất nước. Uống nước ngay sau khi tập thể dục hoặc chơi thể thao sẽ tạo áp lực cho tim và ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể. Do đó, hãy nghỉ ngơi một chút rồi uống nước để bù đắp lượng nước đã mất qua mồ hôi. 6. Sử dụng đồ uống có ga thay thế cho nước lọc. Các loại đồ uống có ga gần như không có tác dụng trong việc bổ sung lượng nước cho cơ thể. Trái lại, uống nước có ga làm giảm nhu cầu uống nước của cơ thể, khiến cơ thể càng thêm khô quắt, mất nước hơn. Thêm đó, loại thức uống này có khá nhiều hóa chất gây hại cho sức khỏe, chúng khiến bạn hồi hộp, tim đập nhanh hơn và cũng có thể khiến cơ thể bị đầy hơi, khó tiêu, khả năng hấp thụ dưỡng chất yếu đi. Do đó, mỗi ngày nên uống đủ lượng nước lọc cần thiết, kết hợp ăn nhiều rau xanh, trái cây để đảm bảo cơ thể đủ nước. 7. Không uống nước ngay khi ăn quá mặn. Ăn quá mặn có thể làm tăng huyết áp, sưng miệng, giảm cảm giác thèm ăn. Vì vậy, sau khi ăn đồ ăn mặn điều cần làm trước tiên là phải uống nước lọc. 8. Chỉ uống nước lạnh hoặc quá lạnh. Làm giảm hoạt động của các tuyến tiết dịch, dẫn đến tình trạng khô, rát họng, viêm họng. Ngoài ra còn làm các vi mạch máu trong dạ dày bị co thắt đột ngột, làm giảm chức năng tiêu hóa, dẫn đến các bệnh như đau bụng, tiêu chảy. 9. Dùng ống hút nhựa, cốc nhựa, đồ nhựa để uống nước nóng. Những kiểu uống nước này có thể hòa tan một số chất hóa học từ nhựa là các chất hóa học xâm nhập vào cơ thể và bắt chước hormone, từ đó phá vỡ chức năng của hormone do cơ thể tiết ra một cách tự nhiên, cuối cùng dẫn đến béo phì và tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Do đó, mọi người cần lưu ý khi sử dụng những thứ này để uống nước.
Hy vọng với 9 sai lầm khi uống nước ở trên sẽ giúp bạn uống nước đúng cách để có một sức khỏe tốt nhất.